Điệp xin kính chào tất cả các cô chú và các anh chị. Trong video clip ngày hôm nay thì Điệp xin tiếp tục cập nhật với cô chú và các anh chị các thông tin về di trú nổi bật trong tuần qua liên quan đến lãnh sự quán Mỹ và visa Mỹ, được cập nhật từ ngày thứ 2 là ngày 12 đến ngày thứ 6 là ngày 16 tháng 12. Các thông tin sẽ cập nhật với cô chú và các anh chị trong video clip này sẽ là: đầu tiên là lãnh sự quán Mỹ đã có gửi email hủy lịch hẹn phỏng vấn cho một số hồ sơ, và lý do này là tại sao? Xin mời cô chú và các anh chị xem trong video clip, Điệp sẽ có giải thích. Thông tin thứ hai là khả năng sẽ không có đợt phát thư hẹn phỏng vấn dành cho tháng 1, và tiếp tục cập nhật hệ thống đặt hẹn phỏng vấn và bổ sung giấy xanh R2A. Và thông tin thứ ba là cập nhật thời gian chờ lịch hẹn phỏng vấn diện visa không định cư, du lịch, du học và công tác. Chi tiết xin mời cô chú và các anh chị cùng xem trong video clip này. Cô chú và các anh chị xem video clip nhớ bấm nút like, thích, subscribe, đăng ký để ủng hộ kênh của Điệp nha. Và cũng như là bấm nút share để nhiều người biết thêm về thông tin này. Cảm ơn cô chú và các anh chị. Trong tuần này thì lãnh sự quán Mỹ vẫn tiếp tục làm việc và phỏng vấn rất nhiều hồ sơ. Lãnh sự quán Mỹ không có đưa ra thông báo mới trong tuần này, công việc họ vẫn giải quyết bình thường. Vào mỗi buổi sáng khi mà cô chú và các anh chị có dịp đi ngang lãnh sự quán, ngoại trừ ngày thứ tư và các ngày cuối tuần, còn lại từ ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ năm và ngày thứ sáu, tầm khoảng 7 giờ sáng thì chúng ta sẽ thấy có rất nhiều hồ sơ định cư đến xếp hàng trước lãnh sự quán. Hiện nay thì có hàng trăm hồ sơ đến phỏng vấn với lãnh sự quán. Đây là hình mà Điệp chụp lại khi mà có mặt tại lãnh sự quán Mỹ vào lúc 7 giờ sáng, khi các hồ sơ đi qua đường để chờ vào phỏng vấn với lãnh sự quán. Đây là chỉ là các hồ sơ định cư. Còn sau đó thì đến lúc 8 giờ sáng, thì bên phía du lịch và du học công tác sẽ xếp hàng ở một cổng khác cũng ở phía trước của lãnh sự quán. Và mỗi ngày thì Điệp ước tính là có khoảng 500-600 hồ sơ đến phỏng vấn visa diện du lịch, du học và công tác với lãnh sự quán Mỹ. Thông tin đầu tiên Điệp muốn chia sẻ với cô chú và các anh chị. Có nhiều hồ sơ nhận được email hủy lịch hẹn phỏng vấn từ lãnh sự quán trong tuần này. Trong tuần vừa qua thì có nhiều hồ sơ theo diện bảo lãnh vợ chồng F2A chuyển diện lên diện IR1 sau khi người bảo lãnh có quốc tịch Mỹ. Các hồ sơ đã nhận được email hủy lịch hẹn phỏng vấn của lãnh sự quán, mặc dù trước đây các hồ sơ này chưa từng có lịch hẹn phỏng vấn. Và trong đó thì cũng có một số hồ sơ mặc dù đã hẹn phỏng vấn xong và đã phỏng vấn đậu với lãnh sự quán, cũng bất ngờ khi thấy email hủy lịch hẹn phỏng vấn từ lãnh sự quán gửi tới. Việc này thì đã làm cho nhiều hồ sơ bị hoang mang và có liên hệ với Điệp hỏi về tình trạng này. Tuy nhiên thì việc này đã từng xảy ra trước đây. Trước khi mà các đợt phát thư hẹn phỏng vấn mới, hệ thống phát thư hẹn phỏng vấn họ đã hủy lịch hẹn mà họ đã sắp xếp dành cho các diện hồ sơ F2A là vợ chồng của các thường trú nhân, để sau đó họ sẽ bắt đầu sắp xếp lịch hẹn phỏng vấn cho các hồ sơ này theo diện IR1 là vợ chồng của công dân Mỹ. Vì vậy, nếu như hồ sơ cô chú và các anh chị thuộc diện F2A và chúng ta đã chuyển diện lên IR1 và nhận được email hủy lịch hẹn phỏng vấn này, thì chúng ta không có gì phải lo lắng, mà đây là một tín hiệu hồ sơ sắp sửa có đợt phát thư hẹn phỏng vấn mới. Thông tin thứ hai để muốn cập nhật với cô chú và các anh chị là khả năng không có đợt phát thư hẹn phỏng vấn mới dành cho tháng 1. Thì chỉ còn 2 tuần nữa là kết thúc tháng 12, nhưng lãnh sự quán Mỹ tại Việt Nam vẫn chưa có đợt phát thư hẹn phỏng vấn nào dành cho tháng 1. Vì vậy, khả năng trong tháng 12 này sẽ không có đợt phát thư hẹn phỏng vấn dành cho tháng 1 năm 2023. Mà có thể trong 2 tuần cuối của tháng 12, lãnh sự quán Mỹ sẽ phát thư hẹn phỏng vấn dành cho tháng 2 năm 2023, để các hồ sơ này có kịp thời gian để khám sức khỏe và chích ngừa. Trong đợt tháng 12 cuối năm và đợt tháng 1 thì có nhiều ngày nghỉ lễ, và tại Việt Nam thì cũng có ngày nghỉ Tết, hầu như là đã chiếm hết phân nửa của tháng 1. Vì vậy thì các chỗ khám sức khỏe và chích ngừa thì họ cũng không có làm việc.
Vì vậy, theo kinh nghiệm theo dõi thì Điệp nghĩ là sắp tới lãnh sự quán Mỹ sẽ phát thư hiện phỏng vấn mới dành cho tháng 2 sớm hơn so với mọi khi. Thông tin thứ hai Điệp cũng tiếp tục chia sẻ với cô chú và các anh chị, cập nhật hệ thống đặt hẹn phỏng vấn và bổ sung giấy xanh R2A. Đối với các diện phỏng vấn lại diện IR, CR và các diện F, thì hiện nay ngày hẹn phỏng vấn trên hệ thống của lãnh sự quán là tháng 2 năm 2023. Nếu như hồ sơ cô chú và các anh chị chúng ta không chuẩn bị đầy đủ, chu đáo, thì lãnh sự quán Mỹ họ sẽ từ chối và cô chú và các anh chị sẽ không được vào phỏng vấn, mà chúng ta phải chờ đến tháng 2 để chúng ta phỏng vấn lại. Việc này thì rất là đáng tiếc, mặc dù trước đây rất nhiều video clip là chúng ta cần phải chuẩn bị hồ sơ thật chu đáo để đến buổi hẹn phỏng vấn, lãnh sự quán Mỹ họ sẽ không có cho hồ sơ cô chú và các anh chị ra về. Tuy nhiên hiện nay thì ngày nào cũng có rất nhiều hồ sơ bị lãnh sự quán Mỹ từ chối không cho vào phỏng vấn. Nếu như hồ sơ của cô chú và các anh chị gần có thư hẹn phỏng vấn hoặc là chúng ta đang có thư hẹn phỏng vấn thì có thể liên hệ với dịch vụ của Điệp. Điệp sẽ hỗ trợ cô chú và các anh chị kiểm tra lại hồ sơ giấy tờ trên hệ thống cũng như là tư vấn để cô chú và các anh chị sắp xếp chuẩn bị giấy tờ hồ sơ thật chu đáo đầy đủ. Đối với lịch hẹn phỏng vấn diện K1, hiện nay thì cũng khá thuận lợi cho diện K1 bởi vì lãnh sự quán Mỹ có bổ sung thêm ngày hẹn phỏng vấn dành cho diện K1 vào tháng 1 năm 2023. Vì vậy, các hồ sơ cô chú và các anh chị sau khi đóng tiền visa xong thì chúng ta có thể đặt hẹn phỏng vấn vào tháng 1 với lãnh sự quán. Còn đối với lịch bổ sung giấy xanh R2A thì hiện nay lãnh sự quán Mỹ vẫn chưa mở hệ thống đặt hẹn dành cho tháng 1 năm 2023. Vì vậy, nếu như hồ sơ cô chú và các anh chị chúng ta có phải bổ sung giấy xanh R2A thì chúng ta cần chờ những ngày sắp tới khi lãnh sự quán Mỹ mở lịch hẹn dành cho tháng 1 thì chúng ta sẽ lấy chỗ. Còn hiện nay chỗ trên hệ thống của lãnh sự quán vào tháng 12 hiện nay đã không còn lịch hẹn nào trống. Nếu như cô chú và các anh chị cần hỗ trợ thì có thể liên hệ với dịch vụ của Điệp thông qua email này hoặc là nhắn tin qua số Zalo 0822 908 920. Điệp sẽ hỗ trợ cho cô chú và các anh chị là tư vấn online các hồ sơ cần đem theo khi đi phỏng vấn với lãnh sự quán, kiểm tra lại hồ sơ đã nộp trên hệ thống CAAC đã đầy đủ hay chưa, đăng ký lịch hẹn khám sức khỏe và chích ngừa. Thời gian vừa qua thì Điệp cũng đã có hỗ trợ cho rất nhiều hồ sơ cô chú và các anh chị sau khi nhận được thư hẹn phỏng vấn và gần tới lượt phỏng vấn để chúng ta chuẩn bị thật chu đáo hồ sơ của mình. Và thông tin về di trú muốn cập nhật với cô chú và các anh chị là cập nhật thời gian chờ lịch hẹn phỏng vấn visa diện không định cư với đại sứ quán và lãnh sự quán Mỹ. Các loại visa không định cư này không bao gồm diện đính hôn, hôn phu, hôn thê, diện K1. Trung tâm visa NVC đã cập nhật bảng thời gian chờ để có buổi hẹn phỏng vấn visa diện không định cư tại các đại sứ quán và lãnh sự quán. Tại Việt Nam, chúng ta sẽ có một đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội và một tổng lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Hồ Chí Minh. Theo cập nhật của Trung tâm visa NVC, tại đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội, diện B1, B2, du lịch và công tác. Thời gian chờ hiện nay là 22 ngày để có buổi hẹn phỏng vấn trống. Visa diện du học hoặc là trao đổi sinh viên, thời gian chờ hiện nay là 2 ngày. Còn visa không định cư khác, thời gian chờ hiện nay là 31 ngày. Còn theo cập nhật tại lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Hồ Chí Minh, diện B1, B2, du lịch và công tác, thời gian chờ hiện nay là 26 ngày. Visa diện du học hoặc là trao đổi sinh viên, thời gian chờ hiện nay là 15 ngày. Còn các loại visa không định cư khác, thời gian chờ hiện nay là 12 ngày để có buổi hẹn phỏng vấn trống. Điệp cảm ơn cô chú và các anh chị đã xem qua video clip này. Cô chú và các anh chị xem video clip nhớ bấm nút like, thích subscribe, đăng ký để ủng hộ kênh của Điệp nha. Và cũng như là bấm nút share để nhiều người biết thêm về thông tin này. Cảm ơn cô chú và các anh chị.